trong tương lai hay là có chuyện tình giải quyết lâu dài của câu lạc bộ hay là có những cái gì đang phục vụ các bạn? Dạ, đối với em thì em ở đây như ngày hôm nay thì em thực sự cảm ơn bố mẹ em và cũng như các cô xung quanh nhà và cũng như cả thầy và cũng như anh luyện viên Đức Thắng là bài dạy cho em và cũng như tập luyện một luyện lý tưởng và trao cho em cơ hội. Thì mong muốn của em là em cũng muốn được lại cộng hiện cho xung quanh, nhưng mà trong môi trường chuyên nghiệp thì em cũng sẽ cảm ơn một chữ bài được điều gì. Vậy, xin cảm ơn anh Dương rất nhiều. Bóng đá đến một lượt đó là chuyên nghiệp thì như chia sẻ hôm nay vừa rồi đó là một cầu thủ hôm nay có thể đá cho Sông Lam nhưng mà ngày mai có thể đá cho câu lạc bộ khác, đó là nên bóng đá chuyên nghiệp chúng ta chia sẻ. Nhưng mà cái vinh dự lớn nhất đó là con người từ Sông Lam nghe ra đi và mang trong mình cái kỹ chất, cái phẩm chất của người sĩ nghệ. Chắc chắn là cái chia sẻ vừa rồi cũng là cái tâm sự của chúng mình, đúng không ạ? Dạ thì cho chị xin trả lời câu hỏi là mình cứ làm việc chăm chỉ và nỗ lực để mình cho đội bóng và làm những gì tốt nhất. Còn tất nhiên là rất muốn cống hiến cho Sông Lam.